Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết có buổi gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng đến các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc và mong muốn các đại biểu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tham gia có chất lượng vào các chương trình, nội dung của đại hội, góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ Đà Nẵng, đồng thời tiếp thu các chương trình nghị quyết của đại hội để tuyên truyền xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa công tác hội và phong trào phụ nữ. Tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng có 11 đại biểu với chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, hội nhập, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước. Đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội.